Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Đây, chào Tâm. Dạ em chào anh, dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị, cả nhà đại gia đình gần xa. Hôm nay em có clip mai phôi, em xin giao lưu giá mềm rẻ hữu nghị cho cô chú anh chị của mình về chơi ha. Số điện thoại của em là 0346929112, cũng là số Zalo của em. Em mời cô chú anh chị, cả nhà đại gia đình của mình vào xem ủng hộ giùm em với cô chú anh chị. Rồi em giao mã số 1 nha cô chú anh chị. Rồi, đầu clip là số 1. Chiều cao là 37. Dạ đầu là 1. Hoành 24. Rồi 24 hoành luôn. Lô mai phôi này em xả giá rất là mềm hữu nghị luôn cô chú anh chị, mình ưng ý khi nào thì ủng hộ giùm em cây đó ha cô chú anh chị. Mã số 1 em giao lưu giá 500. Rồi 500, rồi xuống cây. Em lên cho mình là mã số 2 một cặp. Cặp luôn. Chiều cao 40. Hoành 15. Hoành 13. Rồi xây xây luôn. Cây á, nó uống nước mưa có hai đá mưa mà nó dày nè cô chú anh chị. Cây rất là mạnh khỏe ha. Rồi xuống đế luôn ha. Cặp số 2 em giao lưu giá 208, phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Em lên mã số 3. Số 3 bên đây. Cây rất là khỏe ha, em bao sóng bao ship cho cô chú anh chị mình nha. Chiều cao là 48, hoành hơn 17. Rồi đế luôn. Mã số 3 em giao lưu giá 203. Rồi 203 23. Em lên mã số 4. Chiều cao là 40. Hoành hơn 18. Rồi xây xây luôn. Chi nhánh có luôn. Củ nở đế đều. Đế luôn. Mã số 4 em giao lưu giá 300. Rồi xuống cây. Em lên mã số 5. Chiều cao 40 đây. Cây này nó ngộ quá rồi cô chú anh chị. Hoành hơn 25. Củ nở đứt che bè luôn. Chi nhánh rất là đều luôn, đều như bậc thang của mình luôn. Rồi để luôn. Mã số 5 em xin giao lưu giá 500 ngàn. Rồi xuống cây 500. Em lên mã số 6. Chiều cao 39, mấy cây nó kéo mặt nhũa trơn luôn nha cô chú anh chị. Nó lên nhũa trơn rồi. Hoành thân 21. Rồi để luôn quý vị, để đặt kẹo luôn nè. Mã số 6 em xin giao lưu giá 400. Rồi xuống cây. Em lên mã số 7. Chiều cao 40. Cây thì thân nó dặn như cô chú anh chị, một nùi đế luôn nha. Hoành 19, một nùi đế nơm luôn. Cây thì mầm xanh tược mạnh khỏe luôn. Mã số 7 em giao lưu giá 380 ngàn. 380. Vừa bán vừa tri ân luôn cô chú anh chị ạ. Cây luôn. Em lên mã số 8. Chiều cao là 44. Hoành thân là 23. Rồi 23 hoành. Cây bung mầm từ dưới lên trên luôn hết cô chú anh chị. Để luôn. Mã số 8 em xin giao lưu giá 400 ngàn. Rồi xuống cây. Em lên mã số 9. Chiều cao 30. Hoành thân 18. Rồi xe xe luôn. 18 hoành. Cây này về trồng chua chuối một tí xíu nữa nó cũng ra dáng bay cho mình ha. Thích chơi cao thì chơi, còn nếu hao thì mình cắt cho nó cục xuống tí nữa nha cô chú anh chị. Mã số 9 em giao lưu giá 200. Rồi xuống cây. Em lên mã số 10. Chiều cao 30. Hoành thân 19. Rồi này con bệ đế. Củ đế quái. Bệ đế củ đế quái. Mã số 10 em giao lưu giá 400. Rồi xuống cây. Em lên mã số 11. 11. Chiều cao 45. Cô chú anh chị mình yêu thương thì ủng hộ giùm em, cảm ơn cô chú anh chị mình nhiều nha. Hoành thân 21. Chi nhánh đều hước tha luôn. Cái này là đi tiền phí ship hết rồi cô chú anh chị. Nói chung là em xả cô chú anh chị, tại vì số lượng nhà em cây còn nhiều quá. Đường kính bầu là 46. Mã số 11 em giao lưu giá 500. Đó, để đặt kẹo luôn ha. 500 ngàn để đặt luôn. Đó, em lên cặp 12. Chiều cao 35. Hoành thân là 18. Một em 13. Giá tri ân cho cô chú anh chị. Đó, của mình cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 12 em giao lưu giá 300 cặp. Rồi xuống cây luôn. Em lên mã số 13. 13 cặp luôn. Chiều cao 30. Hoành 15. Hoành 16. Rồi, cây 15 cây 16. Đế luôn nè quý vị. Đế đều kính cái bầu hết trơn luôn nha cô chú anh chị. Cặp 13 em giao lưu giá 300. Rồi xuống cây.
Em lên mã số 14, chiều cao 36, hoành 19. Đều cái bầu luôn cô chú anh chị. Rồi, để luôn. Giá quá rẻ. 14.250.000 cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 15, chiều cao 38, hoành 16. Rồi, xe xây luôn. Đế đều tứ diện cái bầu như sắp luôn. Rồi, để luôn. Tứ diện cái bầu luôn. Mã số 15 em giao lưu giá 200. Rồi, xuống cây. Mã 16, chiều cao 52. Quanh này bự nha. Quanh 25. Rồi, 25 quanh. Cây xịt tược chú mầm khỏe hết trơn rồi, tay cành đều luôn. Mã 16 em giao lưu giá 500 cô chú anh chị ơi. Đây bự chảng vậy là có 500 của vị đế cũng lực luôn ha. Này em xả cho cô chú anh chị của mình. Rồi, xuống cây về luôn. Ai chơi được chơi ủng hộ em nha cô chú anh chị. Mã số 17, chiều cao là 54, chứ cây thì thật sự không có giá thành dày đâu nha cô chú anh chị. Công cán, công đạo, công bấn, rồi tiền phí ship, ăn keo đủ thứ hết. Hoành thân 28. Này giá rẻ hơn thị trường. Dạ. Nói chung này em xả cô chú anh chị ạ. Dạ, giá xả rồi. Mã số 17 em giao lưu giá 700. Cho nên cô chú anh chị của mình yêu thương, có nhà ý thì ủng hộ nhiệt tình dùm em. Em cảm ơn cô chú anh chị mình nhiều nha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Đặt hàng có trách nhiệm nhận hàng dùm em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Công làm rất là cực khổ cô chú anh chị. Chiều cao là 56. Số 18 nha quý vị. Hoành thân là 19, mã số 18. 18. Rồi, xuống đế ha. Đế cũng đặt luôn nè quý vị. Mấy cái nụ, mấy cái chòi nó ra mập hết trơn luôn cô chú anh chị. Mã số 18 em giao lưu giá 400. Rồi, xuống cây luôn. Em lên mã số 19. 9. Chiều cao là 45, thân dặn luôn hả cô chú anh chị. Có gần. Mỗi cây có một cái nét duyên. Hoành thân 22,5, gần 23 em tính 22 thôi. Rồi, đế. Chi nhánh đều hước tha luôn nè, củ nở đế đẹp luôn. Mã số 19 em giao lưu giá 550. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 20, chiều cao 35, lùng lực cô chú anh chị. Hoành thân 22. Rồi, sẽ xây luôn. Lùng lực luôn cô chú anh chị. Cây tâm có hai đám mưa thôi. Mã dày nè. Dạ. Mã số 20 em giao lưu giá 500. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 21. Chiều cao là 49. Hoành thân 18. Rồi, sẽ xây luôn. Chi nhánh đều ghê chưa. Trời ra mập lâu lắm. Mập hơn em nữa. Mã số 21 em giao lưu giá 400. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 22. Chiều cao 50. Bữa nay em chậm vậy anh vừa ý chứ. Hoành 18. À, quý vị cũng vừa ý nữa. Nhanh quá khi quý vị xem không kịp ha. Cây này đẹp rẻ rồi cô chú anh chị. Chi nhánh đều thước tha luôn nha. Củ nở đế xè đều luôn nè. Mã số 22. Giao lưu giá 300 cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 23. Chiều cao 48. Cô chú anh chị có nhà ý hết lô cảm ơn rất nhiều luôn. Hoành 17. Rồi. Nhà em số lượng cây về cũng còn nhiều lắm cô chú anh chị. Mình có mua số lượng trồng thả vườn gì đó thì cứ liên hệ với em tới nhà của em ha. Mã số 23 em giao lưu giá 250. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 24. Đây. Chiều cao 48. Hoành thân 20,5. Rồi. 5,5. Mã số 24 em giao lưu giá 300. Để luôn rồi quý vị. Rồi, 300. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 25. Rồi, 25 bên đây. Chiều cao 42. Hoành thân 19. Rồi, xe xây luôn, 19 hoành quý vị. Quá trời, mấy cây này về đưa vô bo một cái. Ủa, nó đã. Này chuẩn giả Thủ Đức trồng từ hộp lên nha cô chú anh chị. Mã số 25, 300 cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Mã số 26, chiều cao 35. Hoành thân 15. Rồi, xe xây luôn. Rồi, xuống đế luôn ha. Đế nơm đều bầu luôn. Mã số 26 giao lưu giá 250. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 27. 27 đây. Chiều cao 30. Hoành thân 15. Rồi, xe xây luôn. Củ nở đế đều. Rồi, củ nở đây. Đế đều đây. Mã số 27 em giao lưu giá 250. Rồi, 250. Rồi, xuống cây. Mã số 28. Chiều cao 48.
quanh thân 15. Rồi, xe xe luôn. Này về phong tầng dù của chú anh chị. Trồng chỉnh cây lại em nha, tại thợ làm bầu bị nghiêng chứ không phải cây xéo nha cô chú anh chị. Về trồng chỉnh cây lại vậy nè. Cây thẳng băng. Rồi. Mã số 28 em giao lưu giá 300. Phong tầng dù của chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Em lên mã số 29, cây này đẹp nè. Chiều cao 38. Hoành 16. Rồi, xe xe luôn. Quá trời cái nồi đế luôn, chi nhánh nó lực luôn cô chú anh chị. Cây này có cọng rễ tựa tựa cũng ra dáng thú á. Mã số 29 em giao lưu giá 250. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 30. Rồi, 30 đây. Chiều cao 40. Hoành thân 17. Rồi, để luôn nha quý vị. Bung mạnh từ dưới lên trên luôn. Mã số 30 em giao lưu giá 220. Rồi, 220. Rồi, em lên mã số 31, chiều cao 40. Hoành thân 16. Mã số 31 em giao lưu giá 200. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 32, chiều cao 35. Hoành thân 18. Rồi, này cũng đế, cái đế này cũng ra dáng thú nè cô chú anh chị. Đó. Rồi, mã số 32 em giao lưu giá 250. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 33, chiều cao 42. Này bộ đế quá đẹp nè cô chú anh chị. Hoành thân 21. Sổ nôm là 25. Nguyên nồi đế là 90. Rồi. Đó, cây này bộ đế quá đẹp à. Mã số 33 em giao lưu giá 300.000. Thân dặn từ dưới lên trên luôn nha cô chú anh chị. Chỉ cần nó đều thân nó dặn từ dưới lên trên luôn. Bộ đế VIP luôn. Cây này đẹp nè. 500. Dạ, 500 mã số 33. Hốt nhanh cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Em lên mã số 34. 34. Chiều cao 1m05. Hoành thân 15, một em mai tàn. Nụ bung chồi lọc hết trơn luôn cô chú anh chị. Cây bầu hơi bị nghiêng cô chú anh chị, trồng chỉnh bầu lại giùm em nha. Rồi, để luôn. Để đều. Mã số 34 em giao lưu giá 350.000. Rồi, xuống cây. Tất cả các cây em phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Cây thì ra mầm ra tược rồi cô chú anh chị mình khỏi lo về chết đi ha. Rồi, 35 luôn. Em lên mã số 35, chiều cao 56. Hoành thân 21. Rồi. Một cây trực cô chú anh chị, chi nhánh quá đều luôn. Để dưới nè. Để nơm luôn cô chú anh chị, cũ nở luôn. Mã số 35 em giao lưu giá 600.000. Tuột từ ở dưới rễ cho đi lên tới trên thân luôn cô chú anh chị. Quá cây tắm mưa nó uống nó phái. Rồi, xuống cây luôn. Em lên mã số 36. Sao đây. Chiều cao 30. Hoành thân 23. Cũ 32. Rồi. Đế đều tứ diện luôn. Đây đây. Này về tán đầu đinh chơi cái cũ của chú anh chị. Mã số 36 giao lưu giá 450.000. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 37, một cây cuối cùng. Cây cuối clip. Chiều cao 42. Hoành thân 22 luôn. Rồi, xe xe luôn. Trời ơi, tuột gì đâu mà từ dưới rễ rồi cô chú anh chị. Nó uống nước mưa nó phái. Trời ơi. Nó phái em ngáo luôn cô chú anh chị. Ngáo luôn. Giá này là giá là nói chung là bao giá thị trường cho cô chú anh chị mình khỏi ai qua em nha. Mã số 37 em giao lưu giá 400.000 cũng là mã cuối clip của em. Thì clip này cô chú anh chị của mình yêu thương vừa ý hợp mắt cây nào ủng hộ giùm em cây đó thôi cô chú anh chị. Số điện thoại em là 0346929112 cũng là số Zalo của em tên là Tâm. Chào cô chú anh chị.